tự giới thiệu, tao là mà bắt nàng. Tao đá hai chân như một chân như quật, chân đáy như chân chân mỏi. Em nhớ nhá, một ngày em tú phải 12 kim cương, một ngày trung bình em tú cần 12 kim cương. Vì thế thằng nào có tiền nạp tiền vào đó hết cho tao. Ít thì 5 quả trứng, nhiều thì một tên lửa. Mày hiểu chưa?
có cái đầu buổi.